Bố ơi, con 18 tuổi rồi mà con vẫn không biết công dụng. Cái tượng ở góc kia trong nhà mình có tác dụng gì bố? Đó là một trong những cái tượng mà quan trọng nhất cuộc đời bố. Nhờ cái tượng đó mà bố quen được mẹ, xong đẻ ra mày, duy trì nòi giống. Như vậy là cái tượng nó mắc tiền lắm đúng không bố? Tượng đó hả? Không thể nào quy đổi bằng giá trị tiền được. Nó là vô giá. Để bố kể cho con nghe. Chuyện giờ vũ. Ôi, nãy mày làm gì hay những gì mình rớt rớt xuống xong rồi cái thời gian ngưng động. Dạo này mới tập tạ bro. Mày biết động tác flăng không? Ờ, rồi sao? Khi mà mày tập cái động tác á là thời gian như ngưng động luôn. Thiệt không? Chắc. Test không? Test. Wow! Từ giờ gọi tao là thật flăng. Ok, thật flăng. Mình mới accept thành công. Vậy. Cái gì? Tao trễ học rồi bây giờ. Mình cứu tao đi. Là tao cứu mày sao? Mình ngồi dậy mình lăn đi. Xíu soạn đi. Chưa, từ từ. Trễ học mang ba lô làm gì? Bỏ luôn. Tin chưa? Gần xong rồi chứ đi. Ôi xin. 12 seconds later. Ê, tao tới rồi nè. Tomorrow. Ê, vậy giúp được gì nữa? Tao với người yêu mới chia tay rồi, bây giờ mày giúp tao trở về 2 ngày trước để tao xin lỗi. Bro, năng lực có hạn bro, làm sao mà có thể tuôn được thời gian được? Mày làm được mà, bây giờ mày xuống đây mày lăn đi. Lăn hết mình đi, mày lăn hết cỏ luôn, lăn tới chết luôn. Là tao sẽ trở về được thời gian à. Ok. Ê, có tác dụng rồi. Mày gãy lên chút xíu nữa. Co lên. Trời, cánh cổng nó mở rồi. Mày gãy nha. Lâu quá vậy. Ê, tao đi nha. Tao hoa đá rồi. Và cuối cùng, vì cố gắng quá sức nên ông Thạch đã bị hóa đá trong tư thế plăng vĩnh viễn. Từ đó, Thạch plăng đã biến thành Thạch người đá. Đó là một trong những cái bảo vật quý báu và gia truyền của nhà ta. Con phải gắng giữ gìn nó và lưu danh cho muôn đời sau. Wow, con không ngờ nhà mình có một cái truyền thuyết Thạch người đá thật là tự hào như vậy. Đúng, con phải chăm sóc Thạch người đá. Chính xác. Cảm ơn ông Thạch người đá. Surprise Black Vice. Ngày mai coi tiếp.